Ngành chức năng Đồng Nai xác nhận bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có đơn xin nghỉ việc. Trước đó, bà Châu bị kỷ luật cảnh cáo. Liên quan đến sai phạm trong vụ án xây dựng trái phép 500 căn nhà tại khu dân cư Tân Thịnh ở huyện Trảng Bom do công ty LDG làm chủ đầu tư, mới đây Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với bà Vũ Thị Minh Châu. Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra 33 tổ chức cá nhân trên địa bàn liên quan đến sai phạm trong việc xây dựng 500 căn nhà trái phép. Riêng bà Vũ Thị Minh Châu, Thanh tra kết luận thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như kiểm kê áp giá bồi thường, không đúng chủ sử dụng đất, thưởng di dời sai. Về vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giam nhiều cá nhân.